Xin chào mọi người, mình là Thể. Trong group chắc hẳn là có rất là nhiều người yêu thích cũng như là quan tâm đến việc là trồng và chăm sóc hoa nở và chơi vào cái dịp Tết. Thì đặc biệt là hoa ly và hoa tulip. Thì cũng được sự hưởng ứng của mọi người nên mình cũng xin phép chia sẻ một chủ đề cái kinh nghiệm về cái trồng hoa ly Tết và đặc biệt là hoa ly và hoa tulip để cho mọi người chơi vào dịp Tết, và đồng thời cũng hy vọng là giúp mọi người cái điều gì đấy, cũng như giúp mọi người là giảm thiểu cái thiệt hại, cái rủi ro vào như trong những cái loài hoa để chơi vào dịp Tết hoặc là trồng kinh doanh. Thì đấy, thì cái chủ đề ngày hôm nay thì sẽ nói về là củ về cái hoa ly, và trên tay mình cũng đang cầm cái củ hoa ly đây. Nội dung hôm nay sẽ chia sẻ và trao đổi với mọi người đấy là những cái yếu tố nào để quyết định đến cái việc nở hoa ly vào cái dịp Tết đấy. Thì bởi vì trong hoa ly hoặc là những cái loại hoa khác mà để mà khi nào nở có chơi có ngắm thì là một việc cũng khá là đơn giản, không quá khó khăn, nhưng mà để mà trồng mà theo cái thời gian ấn định nở như mình mong muốn, đặc biệt là vào dịp Tết, thì đó là một cái vấn đề khác, nó phức tạp và phụ thuộc vào những yếu tố. Thì nó sẽ quyết định bởi những cái điều gì? Thì để mà hoa ly nở vào dịp Tết thì sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là cái củ giống và chất lượng củ giống. Thứ hai nữa là kỹ thuật chăm sóc cũng như là cái lời tư vấn kỹ thuật chăm sóc. Ngoài ra có những cái yếu tố khác giống như giá thể này, tưới nước này, là cái nước tưới, cái là phân, rồi là cái điều chỉnh, cũng như là cái thời tiết, những cái yếu tố mà mình không thể thay đổi được. Thì mình sẽ đi sâu vào từng phần. Thứ nhất là cái củ giống. Thì như mọi người biết này, nhất giống, hồi xưa ông cha hay nói nhất giống, thì cái đấy càng đúng với cái thằng hoa ly này. Bởi vì là cái củ giống nó sẽ quyết định, thứ nhất là cái số lượng hoa trên một cây, rồi là cái mức độ cháy lá, rồi những cái vấn đề phát sinh sau khi trồng, và nó chiếm tỷ lệ nó rất là cao, nó phải 6-7%, tức là những cái vấn đề về sau nếu mà có phát sinh thì nó chủ yếu nó từ cái bản thân cái củ nó chiếm phải 6-7% rồi. Cho nên là khi mọi người có cái củ giống mà đảm bảo nó tốt ấy, thì tức là có trong tay khoảng 50% là phần tự tin là chiến thắng thôi. Nó còn nhiều yếu tố quyết định nữa, nhưng mà khi mà một khi mà có cái củ mà nó chất lượng ấy, thì nó là một điều là rất là thuận lợi rồi đấy. Và ngoài cái, tức là mọi người phải làm cái cách nào đấy để có thể là tìm đến những nơi nào đấy đặt mua cái củ hoa ly nó đảm bảo chất lượng, thì làm thế nào để mua củ hoa ly nó tốt và như thế nào để đảm bảo, thì mình sẽ chia sẻ vào một cái video chia sẻ cụ thể và sâu hơn về cái thang củ này, bởi vì nó là một cái yếu tố then chốt nên là phải nói sâu và kỹ hơn. Thì hứa hẹn mọi người sẽ có một video sau. Thứ hai nữa, ngoài cái việc bản thân cái củ chất lượng, thì yếu tố nữa là những cái giống nó phải phù hợp, nó phải phù hợp với vùng chẳng hạn, ở thời tiết có thể có những cái bản thân nó chất lượng nhưng mà nó phù hợp với vùng này nhưng không phù hợp với vùng khác, chẳng hạn như một số cái màu hồng chẳng hạn, là nó ở những cái nơi mà thời tiết mát lạnh thì nó trồng thời tiết nở rất là đẹp rất là lâu, nhưng mà thời tiết nhớ nhớ vùng mà nóng ấy, miền Trung hoặc miền Nam ấy, thì nó sẽ nhanh nở và nhanh tàn hơn. Và đặc biệt là có những phải phù hợp với từng nơi, chẳng hạn có những nơi thì thị hiếu màu này và thị hiếu màu kia. Thứ nhất là phù hợp với cái vùng này, vùng thời tiết của vùng mình này. Thứ hai nữa là phù hợp với cái thị hiếu của cái người tiêu dùng ở cái vùng mình. Nó sẽ quyết định đến cái hiệu quả kinh tế khi mà mình trồng cái hoa ly này. Đấy là cái về cái bản thân cái củ giống. Mình sẽ nói chuyên sâu về video sau. Thứ hai nữa là về kỹ thuật chăm sóc. Kỹ thuật chăm sóc cũng nó cũng quan trọng không kém.
kỹ thuật chăm sóc nó sẽ ảnh hưởng đến là chất lượng cái bông hoa, cái chất lượng của cây hoa nó cao thấp, rồi lá đẹp hay không đấy, rồi để điều chỉnh trong quá trình để giảm thiểu cái quá trình cháy lá là nụ bị rụng đấy, rồi điều chỉnh cho cái việc là hoa nở theo cái thời hạn mà mình muốn, chẳng hạn thời tiết mưa, thời tiết nắng, thời tiết rét, rồi là nó thay đổi thì mình phải điều chỉnh như thế nào cho nó phù hợp. Đấy là cái yếu tố để cho nó, chẳng hạn cái khi mà cái bóng của mình sợ bị muộn thì mình phải kích như thế nào, rồi là nếu mà có khả năng có nguy cơ mà bị nở sớm thì phải điều chỉnh như thế nào cho nó hợp lý. Đấy là trong cái kỹ thuật, bông kỹ thuật. Và cái lời tư vấn ấy, mọi người phải để ý là cái lời tư vấn kỹ thuật mọi người trồng, bởi vì khi mọi người đặt mẫu củ ở đâu đấy thì sẽ có thể sẽ được cái tư vấn để trồng cái quy trình hoặc là cái kỹ thuật để cái trồng củ hoa ly này, thì tức là có may mắn thì có thể gặp được những cái nơi hoặc là những cái người tư vấn nó phù hợp, nó đúng, nó phù hợp. Không may mắn thì có thể là không phù hợp. Thì bởi vì nó kỹ thuật về nông nghiệp, nói nông nghiệp ấy, thì nó sẽ thường nó sẽ không có một cái lộ trình nào nó cứng nhắc, nó một ba ren nào đấy nó đi từ đầu cuối năm này qua năm khác, bởi vì một năm thời tiết một khác, mọi người biết này, một năm thời tiết nó sẽ một khác và một cái mùa nó sẽ một khác, thậm những cái vùng một vùng hay một khác, có những cái tư vấn có thể miền Bắc nó rất là phù hợp, nhưng mà thậm chí đến miền Trung nó thời tiết nó khác, phải điều chỉnh, nó phải khác đi, nó phải hiệu chỉnh đi, miền Nam nó lại khác đấy, chứ không nếu mà chẳng hạn miền Bắc ngày xuống giống như này, miền Trung với miền Nam chắc chắn nó phải lùi đi, bởi vì thời tiết nó ấm hơn, nó nóng hơn, thì cái thời ngày xuống giống nó phải khác đi. Chứ còn nếu mà xuống giống như nhau, thậm chí trong cùng một màu thời mà mọi người xuống giống cùng với nhau ấy, thì đó cũng đã là một cái vấn đề nó chưa hợp lý rồi. Cho nên là cái lời tư vấn nếu mà được mà hợp lý, chu đáo thì cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, rất là tốt để mọi người là trồng hoa nó thành công. Và ngoài hai yếu tố chính đấy thì sẽ có cái yếu tố nữa là cái giá thể này, cái bản thân cái nước tưới này, rồi là những cái phân mọi người bón đấy, thì những cái yếu tố ấy. Và ngoài ra còn thời tiết thì mình không thể điều chỉnh được, thay đổi được, thì cái đấy mình sẽ không thể bàn được, chỉ có là mình căn để thời gian xuống giống như thế nào cho hợp lý thôi. Còn giá thể, tưới nước, rồi là những cái phân bón như thế nào cho nó hợp lý và cách sử dụng nó cho nó hiệu quả, thì sẽ làm những cái video chi tiết cụ thể về nó. Và những cái yếu tố này nó không quan trọng bằng cái hai yếu tố trước, nhưng mà nó cũng là rất là, nói chung cũng rất là quan trọng, bởi vì trồng hoa nếu mà chuẩn chỉnh được những cái bước, tất cả các bước, các phần ấy, thì nó sẽ giảm được nhiều cái rủi ro, nhiều cái phần. Đấy là cái hai yếu tố và những cái phần mình chia sẻ như thế. Và hy vọng bởi vì mọi người cứ hưởng ứng và muốn chia sẻ, nhưng mà mình muốn chia sẻ dưới dạng là video, bởi vì nó sẽ mình sẽ chia sẻ được nhiều và đầy đặn hơn, nhiều khía cạnh hơn là cái việc là bài viết. Cho nên là, nhưng mà trong quá trình những cái mình chia sẻ cũng sẽ có những cái thiếu sót, thì hy vọng mọi người sẽ góp ý, và nếu mà mọi người có cái vấn đề gì đấy hoặc là thắc mắc gì đấy thì mọi người có thể comment ở để có thể là giải quyết cái vấn đề đấy, hoặc là có thể được cùng nhau trao đổi. Và hy vọng một điều đấy là mọi người có thể trồng hoa được đẹp, tốt và đúng vào dịp Tết theo ý muốn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào.